Dạ xin chào khán giả kênh Khương Dừa. Dạ hiện tại thì Khương Dừa đang có mặt ở xã Thạnh Lợi thuộc huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Hồi chiều giờ thì Khương Dừa đi mua gà, Khương Dừa mới nấu, Khương Dừa mần, Khương Dừa nấu, chính tay Khương Dừa nấu rồi Khương Dừa xé ra luôn, nấu cháo. Đây. Rồi Khương Dừa nấu đồ chay luôn nè, để có một cái bữa tối nho nhỏ cùng với gia đình của anh Y, bé Hoa, bé Nữ. Hai đứa con vô đi, hai con vô nè. Rồi Tú Ngân đâu? Rồi ăn mấy đứa ơi. Ngân vô đuối hả? Ngân Ngân ơi, ngồi đi hai con. Gan cháu này cho tự cảm nè Ngân ơi. Tự nhiên đi con. Sao đưa gan miếng đi. Đuối hả? Dạ, xin qua đi hỏi. Vô. Ngồi cái chân lọt nha. Đi ơi. Dạ. Ở trong đoàn này có một bà là lính của Thái, đó là bạn Khánh, là bạn ăn tương, cho nên là giờ Khánh quay là hợp lý nhất. Dễ thương ghê. Bên bản có cái tô đó, tài mốt đi, đài có tờ. Trời, ai nói gì đâu, nè. Vậy khi nói đài, nói ngồi xuống, tài luôn đó. Ủa đây tao bới cho, mình chơi, mày, mày đứng rồi. Mày sàng sàng che mặt tao. Vậy đó hả? Ừ. Trời ơi. Thôi, rồi, chia sẻ bà con cô bác luôn. Là thiệt sự là mình Khương Dừa thì bạn Thái nè với mấy bạn đây đi làm chương trình cũng nhiều, rồi bạn Thái đi giúp bà con cô bác cũng nhiều, Khương Dừa cũng vậy. Nhưng mà thiệt sự mà mình mỗi lần mình về quê á, mà mình mỗi lần về quê là mình đều báo lịch trước hết à, con mũi mình báo lịch trước hết. Mà nhiều khi tới cái nhiều khi có nhiều cái không phải là chú nói là không phải chú là ham ăn hay là nghe không, không phải ham, chú không có ham ăn, chú không phải là chú ham ăn. Nhưng mà nhiều khi một cái món quà nhỏ nhỏ, một cái miếng cháo hay gì làm cảm thấy mình vui, giống như mình người xa mình về nhà vậy đó, mình rất hạnh phúc. Còn nhiều khi có nhiều nơi mình đi thiệt sự cũng không, thì còn nhiều khi không có nước uống nữa mà đi, mình tới cũng gắng giúp mình, rồi xong mình cũng thấy nó buồn gì vậy? Sao vậy? Không có gì hết trơn á. Điều quan trọng là cảm giác như tình cảm ấy, như ở đây họ coi mấy cha con coi như chú Khương giống như người trong gia đình vậy đó. Rồi chứ nhiều khi Khương Dừa đi quay, Khương Dừa cũng tới nhiều khi nói nấu cơm nước, nhiều khi mình cũng đâu có sợ phiền. Rồi nhiều khi mình dạ ngồi thầy anh Tùng. Đây thầy của bé Hoa với lại bé Nữ, bé Dương luôn. Dạ xin giới thiệu bà con cô bác, thầy Tùng, hiệu trưởng của trường học cơ sở Thạnh Lợi. Dạ bữa giờ thì xuống đây làm chương trình thì thầy hỗ trợ rất là nhiều, cảm ơn thầy. Bữa nay là xuống hồi nãy có trao đổi với thầy rồi, hỗ trợ cất nhà cho bé Hoa, bé Nữ với lại anh Y, nói chung là mấy cha con anh Y á. Ngồi đi Thái. Ngồi luôn. Mỗi lần xuống nhà của anh Y là đều được ăn cơm gia đình á. Mặc dù ngồi đây thì có nhiều khi phải để ý, nhiều khi nó sợ nó sụp, hồi đông quá nó sụp. Vậy lại với lại điều kiện nó bóng đèn nó cũng hơi tối. Tới thui rồi. Rồi ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi ha, mấy đứa ăn nha. Rồi. Mời anh Y. Mời anh Tùng. Dạ. Rồi mời cả nhà. Rồi, hạnh phúc quá. Dạ mời mọi người. Chú rất là cảm động luôn á. Rồi mời cả nhà nha. Dạ. Buồn chán chán mà muốn khóc luôn. Hôm nay là vẫn có bạn Thái của Khương Dừa nè, với bạn Hỏi. Mình hỏi chắc tao sợ làm dừng cá nhà nữa là Hỏi nó không theo mình quá. Sợ nó nổi tiếng á. Nó đi làm chuyện khác. Rồi dùng tay, dùng tay. Ngon quá. Gấp cái đùi nè, đây chủ nhà làm cái đùi đi. Dạ dạ. Thôi nãy ăn cái đùi bây giờ ăn chung đi. Thôi thôi thôi. Nãy ăn cái đùi bây giờ ăn chung đi. Còn đũa không? Con. Em có dùng rồi. Dao nha. Không dùng thịt được. Sao anh? Tận của Khánh đang trong tình trạng cử. Cử ha. Trời, cháo ngon quá quá. Ngon không? Cháo ngon quá. Nó nghe bé Nữ còn lại con lấy hai cái dĩa đi bình thường đi con. Để lát cho Tiki nó ăn bỏ.
Ừ, nguội hả ngon ha. Nguội. Nóng lên. Ngon chủ à. Ngon xe. Đó rồi. Được. Trong phòng. Sáng dậy mệt. Hôm nay nó nói em chạy xe sao mà nó nhức đầu quá. Ủa gì vậy? Ngoan ăn cái gì vậy? Thầy đang mang thẹn tương á. Thẹn tương. Thẹn cháo mà. Thẹn cháo mà. Đang trong tình trạng cử đạm. Ừ, thì vui đạm mà. Ăn đi. Thừa, thừa. Coi. Đừng có mơ giận. Cung cấp tiếng sơ. Dạ. Tiếng rồi, tiếng rồi. Dẫn mà hạt. Ừ. Ai chọn gỏi? Đó nữ chọn hả? Ăn cánh tốt. Ừ. Có thua không thấy mặt mày chưa? Đứa nào muốn thấy mặt nó ló anh à. Rồi ló mặt con bà con đã thấy rồi. Nay về gặp bé nó về nữa. Đèn em mới chế á. Gà tre. Ngon quá. Dĩa này nhiều nè, gấp phụ bên dĩa này đi. Dạ dạ dạ. Để tự nhiên đi. Em không gấp đâu thầy sợ. Chứ thầy mà thấy mấy bé được vậy thầy cũng mừng ha. Thật sự thả không thấy thì thôi không. Chứ mà đi dạy hàng ngày thấy cái nhà lụp sụp tội cái hương luôn. Không biết sao giúp. Thì nói chung là như hôm cũng có chia sẻ đó. Ừ. Thì ở trường mình cũng không có điều kiện đi giúp đỡ cho mấy bé nhiều. Rồi được cái sự giới thiệu của mấy đứa cũng học trò thôi. Ừ. Cô anh Thảo mà hôm á. Ừ. Thì chỗ anh em biết được chỗ gia đình thì nói chung là lúc đầu mình cứ nở là cái phần học bổng cũng vừa thôi ha. Dạ. Nhưng mà khi mà được cái thông tin vừa qua đó thì mình thấy cáo quan thì cái học bổng mình hết hồn hả thầy? Hết hồn hả? Trước giờ cũng đâu được cái học bổng lớn như thế. Nhiều khi cả trường chưa được học bổng nhiều đó nữa. Dạ cảm ơn anh. Đây cũng là điều kiện tốt dạ. Cho bé nó vững ý chí yên tâm học bài học hành để thành tài. Dạ. Chứ bây giờ dự nó có cho học bổng 1 triệu 2 triệu em nghĩ cũng không giải quyết được. Lại đường học là đường dài mà. Nhiều vô hỏi. Hôm nay trở lại thì làm thêm cái học trò dạ cái vấn là an cư cái nữa là rồi. Quá ngon. Quá đỉnh à. Ừ. Ngoài kia nó dài. Ngon quá không? Cái này ăn gà tay nó mới ngon. Dạ. Ừ. Bóc còn, ăn không gà tay không ngon. Còn mấy gà mình mua gà công nghiệp á. Ừ. Nuôi á. Ăn nó bỏ nghiệp mà nấu cháo mà vừa cái là nó thấy nó gục này, rồi. Nó này mua đâu ăn? Cái chợ này nè. Này ừ. Gà tre. Bán gà con như nuôi nhà ra tao bán nè. Dạ. Ở trong đây sâu vùng sâu vùng xa quá nên khi nhiều khi Mạnh Thường Quân mà biết cũng muốn giúp hai đứa cũng tới thăm hai đứa mà cũng không biết sao tới đi mấy lần còn cũng lạc mà. Là nó ngay cái ủy ban xã cho nên là mình định vị không định vị vô chứ có gì mà nói hả không nghe trường Phan gọi hả à? Phan gọi hả à? Cứng người luôn. Phan quá Phan lắm. Có con gái em kìa. Thằng Quang nó đi lên lên nó coi. Dạ. Vậy hả? Bé nhỏ ăn thịt đi con. Cho bà đi cho bà không nói với con trước. Dạ hả? Bà đây trốn con bà đi. Thịt cho nó mau lớn. Đợi đi qua gặp chú Khương hả? Bà có đi đâu đâu, bà đi công chuyện mà. Bà đi công chuyện mà bà quay clip thấy hết hả? Với chú này hả? Thấy clip hết luôn à? Đi làm tập trung nha, đừng có đi làm đi đây đó quen bà này bà kia. Mốt rồi vợ đỡ thừa chết luôn á. Nha. Nó theo Hương vừa làm cái cất nhà không thấy mà toàn là đi tới đâu. Bà này bà kia xỉu luôn, mày cũng vậy nữa. Ừ. Tính mày nhỏ tao biết quen tùm lum la chứ. Quen hết đứa này đứa kia. Nó khác bây giờ khác rồi, bỏ lâu rồi. Giờ vợ con phải thương yêu vợ con không? Ừ. Đây. Ủa cái này là cái đùi hả ta? Ừ. Bóc lộn cái đùi đi, à? Đừng la. Bóc đỡ còn cái đùi ăn luôn à? Ừ. Ừ, ngon. Ăn đi đừng nói xấu bạn nữa. Ừ. Ừ.
công nhận gà nó già ghê. Dạ. Tre nó già. Đúng rồi tre. Ăn mà không cầm tay là có nước mà nhịn đói thôi chứ không phải. Đi tới đây mà ngồi ăn cơm giống gia đình vậy luôn. Hy vọng là mấy năm sau trở lại là ngồi ăn trong mỗi nhà. Bự thôi bự không? Nói nó ngồi cười hoài kìa. Đang nghĩ tới cái cảnh tương lai. Đừng thương quá đi. Mấy năm trở lại kiếm cái nhà không gặp xỉu. Bán nhà đi xứ khác rồi. Mấy tháng xong thôi. Trời ơi, tháng 1 đi xong rồi. Nước trời không mưa khoảng 20 ngày. Rồi hẹn một tháng sau. Có đâu em lên xuống liền lại hả? Em có tức là một tháng sau sẽ có nhà. Anh tăng gia, tăng gia. Thì cơn các cái nhà nào rồi cũng có tăng gia đó, bởi vì thầy cứ yên tâm. Anh tăng gia lớn không mười mấy bạn không. Trong hè luôn. Dạ, trong hè luôn. Dự án mà dự án lớn rồi. Ngàn lẻ một. Tổ ấm. Học sinh nó nghỉ hè chứ mình không nghỉ hè. An tâm. Dạ. Lúc nào cũng có đây. Có khi em làm xong tân gia mà tiền nhiều hơn tiền cất nhà nữa. Người gần đó mà nó nổ là thầy nghe mệt luôn. Ngon quá. Thôi thôi, thôi để ăn gì gấp. Thôi thôi, ăn gì gấp nè. Thôi thôi, đừng có giỡn. Chỗ này lớn không mà. Mà thấy thầy cái bên gấp nó cho mẹ không. Ừ. Nóng độc quá. Ăn chút chết trơn. Cháu độc. Rồi nó hỏi nó đi qua là tới rồi làm hả? Thì để coi con nó tính làm sao. Rồi kết hợp với anh đi ha. Cái tiền chế ở trên là cái của bao lo. Ừ. Làm sao cho tốt nhất. Mình có gì cái phát sinh hay gì cứ cập nhật. Y như nhà anh Bình vậy ha. Chết nữa rồi. Ngon quá ngon. Cái đó ví dụ như bây giờ như cái đợt bữa hổm mình làm trên nhà anh Bình đó, mà cái vụ cửa mà có nhà hấp đâm mà người ta gửi nó cho anh đó mà chưa nhận được đó, bây giờ mình xin hả? Không phải mình xin mà mình quay lại đi coi người ta có ấy không, tại nhiều khi người ta cho mình đang biết cái vị trí cửa sổ cửa phòng chỗ nào đang biết đang tại cái tiền chế rằng mình mới phá được. Thôi, chứ mình đâu biết được đâu. Bây giờ giờ mà anh chị Mạnh Thường Quân hỏi cho thì họ gọi cho mình gọi hỏi thì trước giờ tao có hỏi xin ít hỏi xin lắm kỳ sợ thời điểm này ta khá ta cho thời điểm kia không biết được mình để ví dụ ai bà con cô bác cho được mình cảm ơn mình nhận cũng bà con cô bác cũng có cho thì báo chấm chấm tại vì trong vòng 3 ngày nữa thì mình sẽ có thể mình xuống đây mình thi công mà mình làm rồi. Còn có ai cho cái nhà luôn thì báo sớm khỏi báo sớm nữa. Chứ để mà mình đặt hết rồi cho thì nó ổn tiền dữ lắm. Mà con nào cho nguyên cái nhà 170 triệu thì báo càng sớm càng tốt. Nhà này chừng 40 năm nữa tăng không được. Tới đó không còn răng nữa. Dài quá. Còn giả ăn cũng không được. Nó ra bầm cho nó nhỏ nhỏ luôn. Xây hả? May là mấy cha con cũng đủ có được miếng đất.
có đất không mệt. Nó đó hay không? Đợt nào xuống đây mình cũng ăn gà không à? Đợt trước không? Đợt trước ăn gà nướng. À, sẵn clip này cũng xin thông báo bà con cô bác luôn. Những bà con cô bác lắm. Chương trình Học Để Đời Hương Dừa đã quay được tới 6 tập rồi. Tập của thằng Tấn với bé Thạnh. Tập thứ 7 là hoàn cảnh của bé Cúc với bé Hồng. Hương Dừa tiền tạm được rồi. Nhưng mà đang dịch quá, không thể ghi hình được. Cho nên Hương Dừa đang sẽ dời lịch. Cũng chưa biết khi nào quay. Nên cũng chia sẻ bà con cô bác biết luôn để nắm dạ. Thôi bà con của bác cũng trong. Mình là ở đâu anh? Dạ Bến Tre. Giờ mới quay lại Bến Tre. Đúng rồi, làm về quê. Bữa giờ chưa làm quê. Hai đứa cũng tội một coi cha mẹ. Nói nhà trọ, nói số em chị của em học. Tội. Xong hả? Ủa còn ăn hả? Nay tự tin ăn rồi. Bữa đầu gặp tao sợ hù. Xanh le. Tới bữa làm nhà xong mình lên nghiệm thu mình đi vòng cùng mặt cũng xanh le đó. Nói mình thấy làm nhà đẹp được. Cười túm túm tiễn hoài. Rồi về. Rồi về khoe vợ. Làm nhà đẹp quá trời, Thương Vừa khen quá trời. Là không đẹp mình tính sống nên là lo phải không giờ? Xong chắc chắn là đẹp rồi, cho nên tự tin. Xong rồi bắt đầu vô bàn ăn rồi mạnh dạng rồi lên ăn được nhiều không? Khen cái chút ực liền ha. Nói chứ là mà hỏi chứ ở quê chứ cũng khó khăn hả? Cũng được hả? Được. Ừ. Bữa nào về nhà mày ghé thăm nó chưa? Ừ. Chưa biết. Thật ra làm đây thì nếu mà làm đúng công việc của bạn hỏi thì bạn hỏi sẽ ở quê làm nó dễ hơn, gần nhà cửa cơm nước rồi có dư hơn. Còn đi làm này giúp Hương Dừa, thật ra lương bổng thì ngày công Hương Dừa cũng chưa tính y như vậy đi, y như giá thị trường. Nhưng mà có phần nó đều đi lại được, ăn ở uống nữa. Nó tốn chi phí hơn. Cho nên là sau nhà anh Bình ấy, Hương Dừa cũng bỏ tiền túi cho Hương Dừa hỗ trợ thêm. Vậy chứ ở trong cái nhà của anh, ở nhà xây là có tiền tính tiền công rồi, công thợ rồi. Dạ. Đó có nhiều bà con cô bác tưởng đâu không có sao làm nguyên nhà trả có 10 triệu vậy. Nó cũng vừa gửi thêm. Tại vì bạn làm quản lý quá tốt, quản lý cái tiến độ rồi kế hoạch đồ rồi vật liệu xây dựng đó, ngày công nữa quá tốt, giúp cho mình tiết kiệm được chi phí nhiều. Mình gửi thêm. Gán em. Ví dụ mình đi theo là anh làm giờ tới cuối đời mày không giàu, tới đời con mày cũng giàu à. Thiệt. Rồi. Tại mày làm ướt không? Rồi tính trước cho con đi. Cần đời ví dụ có của ăn nay mai cũng hết rồi, nhưng mà có đức ăn hoài hết. À, ông bà mình nói có đức mà sức mà ăn không? Còn giờ chưa có đức thì được ăn ít ít thôi. Mày ăn nhiều quá. Ăn nhiều quá đức luôn. Thôi. Ăn cái đeo rất là chọc, nó xỉu, nó khóc lên, nó cuốn. Mình khai hát nó, quay nó dễ hơn lắm á. Nó chiều về nhà, ghé nhà thăm nhà nó đi. Có, vợ con mới gặp rồi. Quay thăm nhà thôi, quay giới thiệu nhà, ăn uống thôi, chứ không phải là quay vậy. Nó vui vẻ không? Vui không? Làm phải vui á. Bữa đó lên nhà anh Bình đó, giao nhà đó, trước khi giao sợ vô bụi quá bụi lấy chổi rồi quét hết trơn nguyên cái nhà anh Bình đó. Sợ là nó vui chứ, làm phải vui, tức là làm công việc rất là cực khổ rồi, mình phải cần có niềm vui, đúng không? Nhiều khi đâu có dễ đâu làm, nhiều khi cái nhà làm nhiều khi nghiệm thu người ta cũng nói này nói kia, đó. Cũng áp lực lắm chứ, nói làm
nó sự sự người ta bỏ tiền mướn mình cất cái nhà là người ta phải có cái ý kiến chứ, đúng không? Nhưng mà làm thiện nguyện mới cực, tiền của bà con nên mình làm cứ dụ bị áp lực lắm chứ, chứ không phải tiền của mình. Ví dụ tiền của mày bỏ ra mày cất cái nhà như cái chuồng heo của mày nói rồi, còn tiền bà con cô bác gửi mà mày cất cái nhà như cái chuồng bò thôi. Cho nên là áp lực lắm. Như cái nhà Cúc Lộc vậy đó, giờ ta còn nhắc hoài. Ê, mày đừng nhắc được không? Đừng nhắc được không? Có sữa. Hả? Có sữa thôi. Thì sữa nó mới đẹp hơn cắt. Tại mấy ông nội cắt kia cái lỗi quá. Sữa cực quá. Thôi một bữa tối rất là ngon, rất là vui và rất là ấm cúng và rất là nhiều tình cảm. Dạ. Cảm ơn đi với hai đứa con rất là nhiều nha. Cảm ơn thầy Tùng rất là nhiều. Cảm ơn bạn Thái nhiều, cảm ơn anh Hỏi. Khánh này vừa mới tính chém mà Khánh này thôi nấu nó bỏ đi. Cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị rất là nhiều đã theo dõi câu chuyện của cha con đi. Dạ. Và hẹn gặp lại quý khán giả vào ngày Tân Gia. Biệt thự biệt thự của nhà anh đi ở xã Thạnh Lợi, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Tới đó sẽ đem cái bản về. Cái bản dễ thương lắm, anh đừng có sợ, không phải có giống như cái bản nhà tình nghĩa tình thương đâu. Là cái tổ ấm, cái tổ ấm. Dạ rồi, cảm ơn rất là nhiều nha. Dạ, cảm ơn Khánh rất là nhiều đã quay cho chú nha con. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye.